Thái xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Thái đứng đây là nhà thờ Tất Sảy Cha Chung Múa Diệp ha. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Đầu video Thái cũng xin chúc cho tất cả các cô chú cũng như các bạn có một đêm Giáng sinh an lành bên những người thân yêu của mình ha. Đây là ngoài trước cổng của mọi người. Đèn lên rất là đẹp luôn. Rồi vào bên trong thông báo một vòng cùng Thái đi, xem bên trong bà con mình đi thông báo như thế nào ha. Còn đây là phía trong của mọi người. Đây bà con mình đi khá đông luôn ha. Có đèn lên đẹp quá mọi người ơi. Rồi tao vào bên đây đi. Bà con mình đi đông nghẹt người nè mọi người, cái thông lên rồi đèn rồi đó mọi người, nhìn rất đẹp luôn ha. Chúng ta lên trên kia đi xem đẹp thế nào ha. Thank you.
Thái đang đứng đây là nơi nghỉ cha Chu Mua Diệp mọi người. Cái công trình mà xây cắt lại trong phần chỗ cha đã hoàn thành đó mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Hai mọi người mình đi hôm nay đi lễ Giáng sinh rất là đông mọi người. Và chúng ta vào bên trong thông qua một vòng cùng Thái đi xem cái công trình nó như thế nào ha. Cái vòng hoa này đèn chớp nháy đẹp quá mọi người, năm nay làm đẹp quá. Nhìn rất đẹp luôn mọi người ơi, dàn đèn hôm nay năm nay làm quá đẹp. Bên đây cây thông Noel nè mọi người, nhìn rất là đẹp luôn ha. Quá đẹp. Hôm nay là trai xinh gái đẹp đi khá là đông mọi người.